Dưới cốc homestay thuộc xóm Phúc Tiến, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, cách đập chính của hồ núi Cốc khoảng 500m, cùng trên tuyến đường đi tham quan khu du lịch hồ núi Cốc và điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương. Đây là một địa điểm sinh thái nghỉ dưỡng khá mới và thu hút du khách tại Thái Nguyên. Với tổng diện tích chỉ khoảng 1 ha, nhìn tổng thể quy mô xây dựng tại homestay không nhiều, các hạng mục được thiết kế theo lối gần gũi với thiên nhiên, đa phần là chất liệu từ gỗ, hạn chế bê tông. Bước vào đây, bạn sẽ thấy ngập tràn một không gian là cây xanh, tạo cho du khách sự ấn tượng ban đầu. Suối Cốc Homestay bắt đầu được triển khai xây dựng vào năm 2023 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2024. Hiện nay, cơ sở đã hoàn thiện xong giai đoạn 1 của dự án với các căn nhà ở cộng đồng được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, kết hợp với các căn bungalow mang kiến trúc và nội thất hiện đại, có sức chứa lên đến 70 du khách lưu trú trong ngày. Ẩm thực ở đây cũng rất ấn tượng và có nhiều không gian dành cho khách lựa chọn. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng hay không gian ngoài trời. Mỗi không gian đều có những dấu ấn riêng mang lại cảm giác thân thiện và hấp dẫn với du khách. Homestay có một bể bơi được thiết kế khá độc đáo với nguồn nước dẫn từ dòng sông Công vào, có hệ thống bể lọc nước tiêu chuẩn, nhìn như một khúc sông nhỏ với màu nước xanh tự nhiên. Trong những ngày nắng nóng thì đây là một trải nghiệm thú vị dành cho du khách. Suối Cốc Homestay còn có một không gian khá rộng để tổ chức các hoạt động team building. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, không gian này càng trở nên ấn tượng hơn vào buổi tối với những hoạt động tập thể. Quy mô của homestay thì nhỏ, nhưng cách mà nó để lại dấu ấn với mỗi du khách thì lại rất lớn. Và với mức độ đô thị hóa như hiện nay, thì việc tìm về với thiên nhiên để sống chậm, để tận hưởng, để rồi không muốn rời xa là thị hiếu của nhiều du khách. Không gian tươi xanh cùng cách thiết kế vô cùng độc đáo, ấn tượng, Suối Cốc Homestay chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một kỳ nghỉ đáng nhớ khi đến với du lịch Thái Nguyên.